Cả thế giới sững sờ trước cách Bác Hồ thu phục ông Hoàng Vũ Khí trong khi Pháp, Đức dùng tấn vàng lôi kéo không xong. Mến chào các bạn khán giả đã quay trở lại với Việt Nam Stronger. Các bạn thân mến, Hồ Chủ tịch sinh thời đã dạy chúng ta, người tài giỏi rất cần cho đất nước. Trong kháng chiến cứu quốc, nhân tài không bao giờ là đủ. Bây giờ trong giai đoạn đất nước hòa bình tự chủ về mọi mặt, cũng chính là lúc ta nhìn nhận rằng câu nói ấy của Bác Hồ không hề sai dù chỉ 1 cm. Và mấy ngày gần đây, giữa lúc mà thế giới đang đối diện với những cuộc chiến tranh nổ ra ở khắp nơi, mạng xã hội bỗng nhớ đến một giai thoại xưa. Nước ta từng có một ông Hoàng Vũ Khí từng từ bỏ cả vàng dòng mà Đức, Pháp mang ra dụ dỗ, vẫn nhất quyết nghe lời Bác Hồ thu phục để về xây dựng nghiệp nước. Giờ nhắc lại, Liên Hợp Quốc và người Pháp, người Đức vẫn còn cúi đầu nể nang cái cách thu phục nhân tâm đỉnh cao của Bác. Vậy ông Hoàng Vũ Khí này là ai? Câu chuyện Bác Hồ khiến người này từ bỏ của cải danh lợi để về nước diễn ra như thế nào? Mời các bạn hãy cùng theo chân mình đi tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Các bạn ạ, từ xưa đến nay, khi nghe đến danh Chủ tịch Hồ Chí Minh, thế giới vẫn cực kỳ kính nể và coi người như một tấm gương sáng soi để soi chiếu. Nhân dân thế giới lại đặc biệt đánh giá cao khả năng thuyết phục nhân tài của Bác Hồ, và câu chuyện hôm nay là một ví dụ. Sở dĩ câu chuyện hôm nay nó rất đặc biệt, bởi vì chính từ lời ngỏ này mà Việt Nam đã có một nhân tố mang tính bước ngoặt, thay đổi cục diện của toàn bộ cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc của dân tộc ta. Người mà cả Pháp lẫn Đức đều dùng vàng dòng để giữ chân, nhưng cuối cùng vẫn theo Bác làm học trò. Ông chính là người được mệnh danh là ông Hoàng Vũ Khí Việt Nam, ông Phạm Quang Lễ. Nếu các bạn khán giả ở đây chưa bao giờ nghe đến tên của ông, thì xin các bạn hãy nán lại xem đến cuối video, vì mình tin chắc rằng những dữ kiện và câu chuyện của mình đưa ra sau đây sẽ để lại một chút gì đó ý nghĩa trong lòng các bạn. Câu chuyện bắt đầu vào mùa hè năm 1946, Phạm Quang Lễ cùng đông đảo bà con Việt Kiều ở Paris ra sân bay Le Bourget đón cụ Hồ sang thăm theo lời mời của chính phủ Pháp. Ngay từ ấn tượng đầu tiên, người này đã cực kỳ ấn tượng với Bác. Nghe tên Nguyễn Ái Quốc đã lâu, nhưng nay ông mới được tận mắt thấy một cụ già hơi gầy, có bộ râu đen và thưa, trang phục giản dị với bộ kaki màu vàng nhạt, trên ngực không đeo huân chương. Đặc điểm hấp dẫn nhất với tôi là người có đôi mắt sáng, vầng trán rộng, cử chỉ nhanh nhẹn, hoạt bát, luôn chủ động. Người trí thức Phạm Quang Lễ sau cuộc gặp với Bác Hồ ở Pháp đã quyết định theo Bác về nước chiến đấu. Sau này, Phạm Quang Lễ nhớ mãi lớp chính trị Bác Hồ dạy trong 40 ngày ấy. Đó là lớp chính trị đầu tiên có tác dụng rất lớn trong đời ông. Ông kể, lúc tới cảng đêm, trời tối, trên tàu còn có một mình Bác và ông. Bác chỉ hỏi tôi có 2 câu. Câu thứ nhất, bây giờ ở nhà cực khổ lắm, chú về có chịu nổi không? Ông trả lời, thưa Bác, tôi chịu nổi. Câu thứ hai Bác hỏi là, bây giờ ở nhà kỹ sư, công nhân về vũ khí không có, máy móc thiếu, liệu chú có làm được việc không? Ông nói, thưa Bác, tôi đã chuẩn bị 11 năm rồi và tôi tin là sẽ làm được. Trước khi theo Bác trở về Tổ quốc, ông được hưởng mức lương của kỹ sư trưởng là 5.500 franc một tháng, tương đương với 22 lạng vàng. Nếu ở lại Pháp, có lẽ ông đã sung sướng, giàu có như những bạn bè của ông ở lại trên đất nước ấy. Nhưng đổi lại, khi về Việt Nam, ông có danh hiệu ông vua vũ khí Việt Nam và một thứ quan trọng hơn cả mọi danh hiệu, đó là sự ghi nhận của nhân dân, đất nước, của lịch sử cho những đóng góp của ông cho Tổ quốc của mình. Những ngày ở gần Bác, ông đã cảm phục và quý mến vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Trí tuệ và sự uyên thâm của Bác đã cho ông một niềm tin để đi theo người thực hiện hoài bão lớn ấp ủ bấy lâu nay. Có lần Bác hỏi, nguyện vọng của chú lúc này là gì? Ông đã trả lời rất nhanh, dạ thưa, nguyện vọng cao nhất của cháu là được trở về Tổ quốc cống hiến hết năng lực và tinh thần. Những lần sau, khi nói chuyện với Bác, ông đã chia sẻ những điều ông học được và 30.000 trang tài liệu về vũ khí ông thu thập được. Bác nói ông cần giữ kín để tránh phiền hà về sau. Hơn chục năm học và làm việc tại Pháp, ông âm thầm say mê nghiên cứu chế tạo vũ khí. Bằng quan hệ và khả năng của mình, ông bí mật gom góp hơn 3 vạn trang tài liệu về vũ khí và công nghệ. Hơn 1 tấn tài liệu được đóng gói, dán nhãn ngoại giao theo ông về nước. Trên đường về, quan hệ Việt-Pháp trở nên rất căng thẳng, ai cũng lo chuyến đi lênh đênh trên biển dài ngày. Lỡ ở nhà xảy ra chiến tranh thì cả đoàn rơi vào cảnh cá chậu, chim lồng. Nhưng riêng Bác vẫn tỏ ra bình thản, người bàn bạc với các thành viên, thống nhất cách thức sinh hoạt, nghỉ ngơi, đọc sách báo, giữ nếp sống trật tự cho chuyến đi. Chuyến đi dài ngày là dịp may hiếm có được sống gần Bác, một môi trường thuận lợi để ông Phạm Quang Lễ chuẩn bị đầy đủ kiến thức, kinh nghiệm trước khi bước vào cuộc đời mới. Gần 3 tháng gần người, ông Lễ như được qua một lớp huấn luyện mà nội dung rất sinh động, được đúc kết từ tinh hoa, truyền thống dân tộc, từ các đạo lý cả của phương Đông và phương Tây, một phương pháp luận khoa học. Khi trở về, Bác gọi ông đến giao nhiệm vụ Cục trưởng Cục Quân giới. Kháng chiến rất cần bí mật các công xưởng, chú cũng cần có tên bí mật với kẻ thù và giữ an toàn cho gia đình, họ hàng chú ở trong Nam. Kỹ sư Phạm Quang Lễ xin được Bác đặt tên cho, Bác vui vẻ nói. Phục vụ nhân dân là nghĩa lớn, vậy Bác đặt bí danh cho chú là Trần Đại Nghĩa, và cái tên đó đã gắn với ông suốt cả cuộc đời. Về người hùng vũ khí cùng câu chuyện được Bác thuyết phục quay về nước, nhưng theo một cách hoàn toàn tự nguyện, các bạn Việt Nam cũng bày tỏ sự yêu thương và tự hào không kém. Mọi người nên tìm hiểu sâu hơn về giáo sư Trần Đại Nghĩa để hiểu được tấm lòng của ông với đất nước, một con người tài đức vẹn toàn. Hay quá! Bác thật có tài cảm hóa người khác, vậy mà tôi nhớ người Ukraine dám đăng bài xúc phạm Bác Hồ của Việt Nam. Bác, một người suy nghĩ trước thời đại, cộng thêm giác quan thứ 6, thế giới ít người sánh được. Bác ngờ cái tầm mà chả có ai sánh được, gặp sát thủ bình thản luôn, chứ mấy anh hề Đức Mỹ gặp sát thủ là chạy trốn không kịp. Bác mà sống thời này thì thế giới không ai sánh bằng, Bác là con người đi trước mọi thời đại. Một cách rộng hơn thì ta biết, từ rất lâu thì vai trò của ngành chế tạo vũ khí rất được Bác Hồ coi trọng, thể hiện qua những đặc quyền mà Bác dành cho Thiếu tướng Trần Đại Nghĩa. Thiếu tướng Trần Đại Nghĩa cũng là một trong rất ít những người có thể trực tiếp gọi điện hay đến gặp Bác Hồ mà không cần thông qua bất cứ ai. Nhưng Trần Đại Nghĩa lại sống rất giản dị, đúng như những lời hứa của ông với Bác khi trở về Việt Nam theo cách mạng. Thế là từ một trí thức được Bác Hồ kêu gọi về nước phục vụ, kỹ sư Trần Đại Nghĩa trở thành người đảng viên trung kiên, tận tụy với khoa học, chế tạo vũ khí cho cuộc kháng chiến đầy gian khổ, hy sinh, mà lại trong tình thế nhà nước ta vừa mới thành lập vô vàn khó khăn thiếu thốn. Kỹ sư Trần Đại Nghĩa đã có nhiều sáng chế rất quan trọng cho quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ xâm lược. Các bạn thấy đấy, Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương mẫu mực về trọng dụng người tài và người đã rất thành công trong việc này. Bên cạnh nhiều bậc trí thức, học giả nổi tiếng, chức sắc tôn giáo đã nhiệt tình tham gia cách mạng thì ngay cả những quan lại bậc cao của chế độ cũ cũng đã được Bác Hồ cảm hóa và vận động tham gia chính quyền cách mạng. Người đã cảm hóa lôi cuốn thuyết phục một số trí thức nổi tiếng cả về tài và đức, học vị cao, lúc bấy giờ đang có mức thu nhập được nhiều người mơ ước, điều kiện làm việc rất tốt, gia đình sống sung túc ở nước ngoài nhưng vẫn tình nguyện trở về nước đồng cam cộng khổ với nhân dân tham gia chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc và kiến thiết đất nước với tất cả khả năng chuyên môn của họ. Ngoài câu chuyện của ông Trần Đại Nghĩa, còn có một ví dụ tiêu biểu khác để minh chứng cho tài thu phục nhân tài của Bác Hồ, đó là ông Tạ Đình Đề. Người ta kể rằng Tạ Đình Đề là tình báo cho quân địch, từng nhận nhiệm vụ theo dõi Bác Hồ. Vào một bữa trưa thì Bác Hồ nói với cận vụ lấy thêm một bát đũa rồi nói to: "Xin mời anh Tạ Đình Đề vào ăn cơm trưa với tôi." Biết đã bị lộ, một thanh niên nhảy vọt ra đứng ngay trước mặt Bác Hồ. Không hiểu hai người nói chuyện gì mà Tạ Đình Đề lại thay đổi mục đích chuyến viếng thăm này và nói vậy tôi quyết định chấm dứt nhiệm vụ của địch giao cho và xin đặt mình dưới quyền sử dụng của Bác. Từ đó Tạ Đình Đề trở thành cận vệ thân tín của Bác Hồ và nhiều lần ông đã chứng tỏ tài năng xuất chúng của mình. Các bạn ở đây có đoán được Bác đã trò chuyện điều gì với ông Tạ Đình Đề mà khiến ông ấy tự giặc thành bạn như vậy? Còn mình thì cảm nhận rõ ràng rằng ở đây ta thấy nét rất đẹp của Bác Hồ trong vai trò của người thầy và Phạm Quang Lễ hay ông Tạ Đình Đề với tư cách người học trò. Thầy không ngần ngại chỉnh sửa, chỉ bảo học trò theo một cách vừa nhân hậu, nhẹ nhàng nhưng cũng đủ nghiêm khắc để trò nhận thức được điều thầy cần chỉ bảo. Về phía mình, học trò là người thực sự cầu thị, thành thực, nghiêm túc tiếp thu sự chỉ bảo của thầy, suy ngẫm kỹ càng, không hời hợt qua loa mà ghi tâm khắc cốt, qua đó mà hoàn thiện nhân cách của mình. Từ xưa đến nay, truyền thống trọng dụng nhân tài của cha ông ta đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh kế thừa và nâng lên tầm cao mới, với chính người cũng đã truyền dạy cho thế hệ sau rất nhiều điều. Trong điều kiện hiện nay, việc phát hiện, thu hút và trọng dụng người tài cả trong và ngoài Đảng là nhiệm vụ rất quan trọng và phải trở thành quốc sách, thành chủ trương, chính sách nhất quán có hiệu quả cao để tăng cường sức mạnh của đất nước, sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc. Các bạn có cảm nhận như thế nào sau khi lắng nghe câu chuyện ngày hôm nay? Hãy bình luận ngay bên dưới nhé! Đến đây thì mình cũng phải nói lời chào tạm biệt các bạn để khép lại video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến giây phút này. Đừng quên bấm like và nhấn nút đăng ký kênh Việt Nam Stronger để ủng hộ mình cũng như cập nhật những tin tức mới nhất về Việt Nam xinh đẹp nhé. Nếu có thông tin gì muốn nghe, muốn xem, hãy bình luận bên dưới để thông tin cho mình biết nhé. Mình luôn đón nhận những ý tưởng thú vị từ các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.